Thảo Vy xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi những diễn biến chiến tranh Nga-Ukraine chiều tối ngày 29 tháng 11 năm 2023 của The Saigon Post. Thưa quý vị, Avdiivka từ lâu đã thay thế Bakhmut trở thành nơi chứng kiến những trận giao tranh khốc liệt nhất, cũng như là nơi quân xâm lược phải chịu những tổn thất lớn nhất trong cuộc chiến cho đến nay đã diễn ra hơn 21 tháng. Điều này phần nào thể hiện thông qua hình ảnh những chiếc xe tăng Nga bị phá hủy và hư hại rải rác khắp khu vực xung quanh thị trấn Avdiivka đang bị bao vây. Một đoạn clip ngắn dường như là cảnh quay từ máy bay không người lái đã cho thấy các phương tiện quân sự của Nga rải rác khắp cánh đồng mang màu chết chóc. Các tài khoản mạng xã hội chia sẻ rộng rãi đoạn clip cho thấy cánh đồng này nằm ở khu vực xung quanh Avdiivka, điểm nóng về các cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine ở Donetsk. Lực lượng của Moscow bắt đầu một cuộc tấn công lớn xung quanh thị trấn vào đầu tháng 10, với các làn sóng tấn công dường như lúc lên lúc xuống. Avdiivka đã trở thành tâm điểm trong các nỗ lực tấn công chính của Nga sau nhiều tháng Ukraine tấn công dọc theo chiến tuyến phần lớn tĩnh lặng ở phía nam và phía đông đất nước. Tổn thất về xe tăng và xe bọc thép của Nga được cho là rất đáng kể xung quanh Avdiivka, với những trận chiến ác liệt có tỷ lệ thương vong cao. Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Hai rằng 6 tuần qua có thể đã chứng kiến một số tỷ lệ thương vong cao nhất của Nga trong cuộc chiến cho đến nay, đồng thời cho biết thêm rằng điều này là do chiến thuật tấn công bằng làn sóng người của Nga trên Avdiivka. Tuy nhiên, Nga đã có những tiến bộ xung quanh thị trấn được củng cố nghiêm ngặt, tước đoạt lãnh thổ khỏi sự kiểm soát của Ukraine. ISW cho biết trong đánh giá mới nhất của mình rằng mặc dù lực lượng Nga không đạt được bất kỳ bước tiến nào được xác nhận vào thứ Hai, nhưng Điện Kremlin vẫn tiếp tục các hoạt động xung quanh Avdiivka. Vitali Barabas, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Avdiivka, cho biết thêm hôm thứ Hai rằng kẻ khủng bố đang cố gắng tấn công thành phố từ mọi hướng. Ukraine đã phải đối mặt với khoảng 30 cuộc tấn công của Nga xung quanh Avdiivka hôm thứ Ba. Đại tá Oleksandr Stupun, người phát ngôn của nhóm lực lượng Tavria của Ukraine, nói với truyền thông Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đang tìm cách tiến theo 6 hướng xung quanh thị trấn. Hôm thứ Ba, chỉ huy Ukraine Oleksandr Tarnavsky cho biết các chiến binh Ukraine đang bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ xung quanh Avdiivka. Thưa quý vị, khi những đoàn tăng thiết giáp của Nga bị chôn chân dọc trên những con đường dẫn đến thành lũy của Ukraine, Bộ Chỉ huy của quân xâm lược không còn cách nào khác để đưa quân đến chiến trường ngoài việc bắt những người lính đi bộ vào Avdiivka. Điều này đã dẫn tới những kỷ lục mới về tổn thất về nhân lực cho quân xâm lược. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã phải chịu hàng nghìn thương vong trong cuộc giao tranh dữ dội ở thành phố nhỏ Avdiivka ở miền đông Ukraine. Bộ này cho biết trong một bản cập nhật tình báo công bố hôm thứ Ba rằng lực lượng của Tổng thống Vladimir Putin đã đạt được những tiến bộ khiêm tốn nhưng đáng kể đối với nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka, một trong những vị trí phòng thủ chính của Ukraine tại thành phố quan trọng chiến lược này. Cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề kể từ khi Moscow tiến hành một cuộc tấn công mới vào khu định cư Donetsk vào tháng trước. Avdiivka đã bị thiệt mạng nặng nề và hầu hết người dân phải di tản hàng loạt trong 21 tháng kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine. Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga đã có thêm những bước tiến nhỏ trên trục phía bắc của phong trào Gọng Kìm như một phần trong nỗ lực bao vây thị trấn Avdiivka của Donbass. Bộ Quốc phòng Anh đăng trên X, trước đây là Twitter. Bài viết tiếp tục, kể từ đầu tháng 10 năm 2023, các lực lượng Nga đã di chuyển tiền tuyến lên 2 km, 1,2 dặm trong khu vực này. Mặc dù khiêm tốn nhưng bước tiến này có thể là một trong những lợi ích lớn nhất của Nga kể từ mùa xuân năm 2023, nhưng nó cũng khiến các đơn vị liên quan thiệt mạng hàng nghìn người. Bài viết tiếp tục nói rằng Nga đang dần dần điều quân đến gần nhà máy hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn kiểm soát một hành lang lãnh thổ rộng khoảng 7 km, qua đó họ tiếp tục cung cấp tiếp ứng cho thị trấn. Trong một bản cập nhật tình báo được công bố hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Anh cho biết 6 tuần qua có thể đã chứng kiến tỷ lệ thương vong của Nga trong cuộc chiến ở mức cao nhất cho đến nay, với hầu hết thiệt hại do cuộc tấn công của Nga vào thị trấn ở Donbass gây ra. Bản cập nhật hôm thứ Hai chỉ ra rằng quân đội Ukraine tuyên bố thương vong của quân đội Nga trung bình là 931 người một ngày trong tháng 11, cao hơn đáng kể so với mức cao trước đó là 776 người một ngày trong tháng 3, khi các lực lượng Nga và Ukraine bị mắc kẹt trong cuộc chiến tàn khốc để giành quyền kiểm soát Bakhmut. Đẻ không kịp để nướng quân là có thật, thưa quý vị. Theo đó, trước sự suy giảm nhân khẩu trầm trọng do chiến tranh gây ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết Nga đang phải đối mặt với những thách thức khó khăn về nhân khẩu học, và để vượt qua chúng, nước Nga cần phải khôi phục lại truyền thống gia đình đông con. Và để làm được điều này, ông Putin khuyến khích mỗi bà mẹ Nga nên sinh cho ông 8 người con để ông có thể thoải mái nướng. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Thế giới, ông Putin cho biết nhiều dân tộc ở Nga bảo tồn truyền thống về một gia đình nhiều thế hệ bền chặt, nơi có 4-5 đứa con trở lên được nuôi dạy. Ông nhớ lại rằng chỉ cách đây vài thế hệ, các bà và bà cố của người Nga ngày nay trong gia đình họ có 7 hoặc 8 người con, thậm chí nhiều hơn. Chúng ta hãy bảo tồn và làm sống lại những truyền thống tuyệt vời này. Có nhiều con và một gia đình đông con sẽ trở thành chuẩn mực, một lối sống của mọi người dân Nga. Cơ quan báo chí Điện Kremlin dẫn lời ông Putin. Theo Tổng thống, không thể giải quyết các vấn đề nhân khẩu học chỉ với sự trợ giúp của tiền bạc, các khoản thanh toán xã hội và phúc lợi. Dự án quốc gia nhân khẩu học có hiệu lực từ năm 2018 và tiêu tốn ngân sách 4.000 tỷ rúp. Cho đến nay, vẫn tỏ ra bất lực trong việc đưa đất nước thoát khỏi lỗ hổng nhân khẩu học. Theo kết quả của nửa đầu năm 2023, số trẻ em sinh ra ở Nga giảm thêm 3% xuống còn 616,2 nghìn, và vào tháng 6 nó trở thành mức tối thiểu trong toàn bộ lịch sử quan sát. Số trẻ em sinh ra ở Nga đã giảm đều đặn kể từ khi sáp nhập Crimea và kể từ đó đã giảm dần 1/3. 1,942 triệu vào năm 2014, 1,914 triệu vào năm 2015. 1,888 triệu vào năm 2016, 1,69 triệu vào năm 2017, 1,604 triệu vào năm 2018, 1,481 triệu vào năm 2019, 1,436 triệu năm 2020, 1,398 triệu năm 2021, 1,306 triệu năm 2022. Vào cuối năm nay, theo dự báo của Rosstat, số ca sinh sẽ giảm xuống còn 1,244 triệu và trở thành mức tối thiểu kể từ năm 1990. Và trong những năm tiếp theo, mức tối thiểu này cũng sẽ đạt 1,171 triệu trẻ em vào năm 2022, xuống còn 1,153 triệu vào năm 2025 và 1,143 triệu vào năm 2026. Nhà nhân khẩu học Alexei Raksha trước đây đã nói với The Moscow Times rằng những con số đưa ra trong dự báo là mức tối thiểu đối với Nga kể từ đầu thế kỷ 18-19. Đến hẹn lại lên, hôm qua và hôm nay, các cuộc tấn công khủng bố của quân xâm lược nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine lại được nối lại. Theo đó, Nga đã phóng loạt máy bay không người lái hướng tới nhiều khu vực của Ukraine vào đêm 28 và rạng sáng ngày 29 tháng 11. Không quân Ukraine thông báo hàng loạt máy bay không người lái UAV Shahed của Nga đã được phóng vào các vùng Cherkasy, Dnipropetrov, Odessa, Poltava, Kharkiv, Kherson, Mykolaiv và Kirovohrad trong đêm ngày 28 tháng 11. Ngoài ra, một nhóm UAV cũng hướng tới khu vực Vinnytsia và Khmelnytsky ở phía tây Ukraine, trong đó một nhóm nhắm mục tiêu vào vùng Starokostiantiniv. Các tỉnh Poltava, Kirovohrad và Kharkiv phải đối mặt với mối đe dọa từ các máy bay không người lái tấn công, không quân Ukraine thông báo. Quân đội Ukraine cũng đưa ra cảnh báo về mối đe dọa tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo ở các vùng Sumy, Poltava, Donetsk và Kharkiv. Bên cạnh đó, vào rạng sáng ngày 29 tháng 11, quân xâm lược tấn công bằng UAV tấn công loại Shahed theo hướng từ Primorsko-Ахтарsk của Liên bang Nga, cũng như hỏa tiễn X-59 từ không phận của vùng Kherson bị chiếm đóng, không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố. Tổng cộng, Nga đã sử dụng 21 máy bay không người lái tấn công và 3 hỏa tiễn dẫn đường X-59. Các máy bay chiến đấu, đơn vị hỏa tiễn phòng không và các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng không quân và phòng vệ Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công trên không. Được biết, hướng chính của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là khu vực Khmelnytsky, các hỏa tiễn nhắm vào phía nam đất nước. Kết quả của công tác chiến đấu, tất cả máy bay không người lái tấn công của đối phương đã bị tiêu diệt trong các khu vực Odessa, Dnipropetrovsk, Kyiv, Kherson, Zaporozhye và Khmelnytsky. 2 hỏa tiễn dẫn đường cũng bị phá hủy ở vùng Nikolaev. Chiến thứ 3 không đạt được mục tiêu mong muốn. Gần đây, thủ đô Kyiv bắt đầu bị tập kích trở lại sau gần 2 tháng yên ắng. Giới quan sát nhận định, làn sóng tấn công này là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm xác định các khu vực triển khai hệ thống phòng không của Ukraine. Nga bắt đầu tăng cường sử dụng UAV từ tháng 10 năm ngoái trong một nỗ lực tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine, khiến thủ đô Kyiv và nhiều thành phố lớn mất điện trên diện rộng trong mùa đông. Phương Tây cho rằng Nga muốn gây áp lực lên đối phương khi họ phải đối mặt với một số bước lùi trên chiến trường trong thời gian qua. Thưa quý vị, có lẽ rất nhiều quý vị khán giả đang xem ở đây đều biết đến tỷ phú Oleg Tinkov khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp và danh vọng với vai trò là nhà sáng lập và là chủ của ngân hàng nổi tiếng Tinkoff. Ông đã không ngần ngại trở thành một trong những tỷ phú Nga đầu tiên lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraine. Không lâu sau đó, từ bỏ tất cả những gì ông có ở Nga, bao gồm cả quốc tịch. Chưa bao giờ tỏ ra hối hận về quyết định này, mới đây ông lại tiếp tục lên tiếng chỉ trích Putin. Theo đó, cựu chủ ngân hàng Oleg Tinkov, người đã rời Nga, chỉ trích gay gắt nhà độc tài Nga Vladimir Putin. Ông cáo buộc Putin đã phá hủy nước Nga. Bài đăng táo bạo được đăng tải trên tài khoản Instagram của Tinkov vào ngày 28 tháng 11. Ông chủ ngân hàng viết một nửa bài viết bằng tiếng Anh, trong đó ông gọi Putin là thằng ngốc chết tiệt và kẻ điên rồ. Này nhà độc tài, địa ngục đang chờ đợi ông, Tinkov nói thêm. Phần còn lại của bài viết được viết bằng tiếng Nga. Trong đó, cựu nhà sáng lập ngân hàng bày tỏ sự tin tưởng rằng đa số người dân Liên bang Nga và những người được gọi là tinh hoa đều có cùng quan điểm về Putin như chính ông, nhưng ngại nói ra một cách công khai. Ông đã kêu gọi họ đừng im lặng và hãy chiến đấu chống lại kẻ độc tài. Đừng sợ Putin, ông ấy chỉ là một kẻ khốn nạn, sự thật và tự do sẽ chiến thắng. Nhưng ông ấy sẽ chết và chúng ta sẽ lên thiên đường. Hãy chiến đấu, Oleg Tinkov, Nga viết. Được biết, ngay từ đầu Tinkov đã phản đối cuộc chiến lớn mà Điện Kremlin phát động vào năm 2022 chống lại Ukraine. Ông gọi cái gọi là chiến dịch đặc biệt của Putin là điên rồ và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức. Bây giờ ở Ukraine, những người vô tội đang chết mỗi ngày. Điều này là không thể tưởng tượng và không thể chấp nhận được. Oleg Tinkov thành lập ngân hàng Tinkov năm 2006, trở thành một trong những người giàu nhất nước Nga. Ông đi lên từ công việc bán bia và bánh bao, rồi đến niêm yết ngân hàng số Tinkov trên sàn giao dịch chứng khoán London LSE. Ngân hàng Tinkov là một trong những nhà cho vay lớn nhất của Nga, đứng sau các ngân hàng nhà nước Sberbank và VTB. Tinkov có khoảng 20 triệu khách hàng. Hồi tháng 4, vị tỷ phú 54 tuổi đã đăng bài đăng trên Instagram thể hiện sự bức xúc về cuộc chiến do Nga phát động ở Ukraine. Một tuần sau đó, ông Tinkov phải nghỉ việc tại Tinkov và ngân hàng này tuyên bố tách biệt với người sáng lập. Ông Tinkov đã bán cổ phần của gia đình tại Tinkov cho Vladimir Potanin với số tiền không được tiết lộ, nhưng được cho là bán một cách phá giá. Về phía Tinkov, giá cổ phiếu của ngân hàng này đã giảm mạnh kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine. Chiến sự ngày thứ 643 sẽ được liệt vào danh sách chuỗi ngày đẫm máu nhất cho quân xâm lược, thưa quý vị. Theo đó, trong 24 giờ qua, hàng ngũ Nga đã thiệt hại lên tới 1.140 quân nhân. Điều này đã nâng tổng số tổn thất của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược lên 327.580 đơn vị nhân lực. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 39 máy bay không người lái, 32 hệ thống pháo binh và 27 xe chiến đấu bọc thép của đối phương. Điều này được RBC Ukraine đưa tin dựa trên dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Như vậy, tổng thiệt hại của Nga tính từ 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 29 tháng 11 năm 2023 là khoảng nhân sự khoảng 327.580 cộng 1.140 người đã bị loại khỏi vòng chiến trong ngày qua, xe tăng 5.538 cộng 15 chiếc, xe chiến đấu bọc thép 10.312 cộng 27 chiếc, hệ thống pháo binh 7.908 cộng 32 chiếc, MLRS 910 cộng 3 đơn vị, hệ thống phòng không 600 cộng 3 đơn vị, máy bay 323 chiếc, trực thăng 324 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 5.944 cộng 39 chiếc, hỏa tiễn hành trình 1.567 cộng 2 chiếc, tàu thuyền 22 chiếc, tàu ngầm 1 chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 10.348 cộng 46 chiếc, thiết bị đặc biệt 1.121 cộng 8 chiếc. Thưa quý vị, trong khi phần lớn thông tin sai lệch về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tập trung vào tiền tuyến của cuộc chiến, thì vợ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là Olena Zelenska lại là nạn nhân của những lời nói dối với những cáo buộc rằng bà sống một lối sống xa hoa nhờ sổ sách của người nộp thuế. Mới đây nhất, truyền thông bẩn do Nga hậu thuẫn đã lan truyền việc đệ nhất phu nhân Ukraine đã mua một hòn đảo tư nhân trị giá 95 triệu Mỹ Kim. Vậy thực hư của sự việc này là như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên bà Olena Zelenska bị dính vào những tin đồn thất thiệt như vậy. Vào tháng 12 năm 2022, đệ nhất phu nhân Ukraine bị buộc tội sai với việc sử dụng chuyến đi ngoại giao tới Pháp để mua sắm 40.000 đô la ở Paris. Vào tháng 10 năm nay, một tin đồn khác lan truyền rằng bà đã chi 1,1 triệu đô la tại cửa hàng Cartier ở New York, một lần nữa khi đi công tác ngoại giao. Cả hai tuyên bố trên đều không dựa trên bằng chứng thực tế. Giờ đây có vẻ như những tin đồn kiểu này đang nhân lên với một tuyên bố mới rằng bà Zelenska đã mua hòn đảo thiên đường của riêng mình. Bài đang được nhấn mạnh bởi nhà báo Olga Robinson của BBC Verify, người đã chụp màn hình một khung hình từ video TikTok của Nga về một hòn đảo bí ẩn, đồng thời nêu rõ Olena Zelenska khoe khoang về việc mua hàng mới của cô ấy. Robinson đã đăng một ảnh chụp màn hình khác, lấy từ một trang web trông giống như một trang web bất động sản, liệt kê một hòn đảo tư nhân rộng 26 mẫu Anh có tên là Pumpkin Key, tương tự như ảnh chụp màn hình được lấy từ TikTok. Robinson viết, đây là tuyên bố sai lầm thứ 3 về bà ấy mà tôi thấy trong vài tháng qua. Giống như cuộc chi tiêu rầm rộ ở Paris và tuyên bố mua sắm của Qatar, tin đồn mới nhất về Olena Zelenska là không có thật. Tại thời điểm xuất bản, các bài đăng trên TikTok đều được đưa ra mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Trái lại, tuyên bố sai sự thật về cuộc mua sắm ở Qatar lại chứng kiến sự lưu hành của một biên la giả. Như Robinson mô tả, video được chia sẻ trên TikTok dựa trên danh sách hòn đảo tư nhân trị giá hàng triệu đô la Pumpkin Key, Florida. Bất động sản này nằm gần công viên quốc gia Everglades, được rao bán với giá 95 triệu đô la và bao gồm một ngôi nhà 9,3 phòng ngủ, 2 ngôi nhà nhỏ dành cho người trông coi và căn hộ của chủ bến tàu. Nó cho biết, các tính năng bổ sung bao gồm văn phòng tổng thể của bến tàu và bến du thuyền 20 lối trượt, có thể chứa một siêu du thuyền. Ở trung tâm hòn đảo có các sân tennis, đồng thời đóng vai trò là sân bay trực thăng và các đường dành cho xe golf vòng quanh đảo. Ngoài thực tế là tài sản này vẫn còn trên thị trường, đơn giản là không có bằng chứng nào cho thấy Olena Zelenska đã mua tài sản này, chứ chưa nói đến số tiền để mua như vậy đến từ đâu. Tương tự, tuyên bố rằng bà Zelenska đã chi 1,1 triệu đô la cho việc chi tiêu thoải mái ở Qatar vào đầu năm nay là dựa trên bằng chứng bịa đặt cho thấy tên của đệ nhất phu nhân trên một tờ giấy trông giống như biên lai của Qatar. Tuy nhiên, biên nhận được ghi cùng ngày khi bà và Tổng thống Zelensky ở Canada cùng một số điểm mâu thuẫn khác. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cập nhật chiến sự Nga-Ukraine chiều tối ngày 29 tháng 11 trên The Saigon Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của The Saigon Post.